Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo buổi chiều ngày 1 tháng 8 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Việt theo bốt. Chiều nay lại tiếp tục có hai sản phẩm lên đường, một sản phẩm thì đi thủ đô Hà Nội, còn một sản phẩm thì đi Đồng Nai. Báo cáo với lại các đồng chí, đây là chiếc đài Sony CFD-S35CP gửi tới ngài Đinh Văn Ánh ở đội 7 thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thủ đô Hà Nội. Đây. Đấy. Ứng Hòa Hà Nội đây. Nhá. Đấy. Còn cái thứ hai là đi Nhân Trạch Đồng Nai. Đây. Đấy, thì đi Nhân Trạch Đồng Nai, cái này là hai cái loa Sony 3 cây gậy huyền thoại đấy. 1110 SC nhá. Thôi buổi chiều nay có hai sản phẩm lên đường. Quay lại để cho các đồng chí xem một lần nữa. Cho Khang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí đã đăng ký kênh, cũng như xem video, cũng như đặt hàng của mình. Xin cảm ơn. Chào thân ái. Merci.